Cao Minh Anh xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhận định thế sự cùng với bình luận gia Lý Đề Quyên do Cao Minh Anh phụ trách. Cao Minh Anh xin trân trọng kính chào bình luận gia Lý Đề Quyên và mời ông gửi lời chào quý vị khán giả. Kính chào quý vị, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình Nhận định thế sự lần này chúng tôi xin đề cập vấn đề liên quan đến Hoa Kỳ cũng như Trung Cộng cũng như vấn đề Việt Nam và Biển Đông. Kính thưa quý vị, thì nếu mà chúng ta theo dõi tin tức thì chúng ta biết là trong ngày 2 tháng 9 vừa qua thì trong cái cùng với thời điểm mà Tổng thống Obama đến viếng thăm Alaska thì Hoa Kỳ cũng phát hiện ra có khoảng 5 chiến hạm của Trung Cộng cũng đã đi vào cái vùng 12 hải lý gần với biển Alaska, tức là trong cái vùng biển Bering. Thì kính thưa quý vị, luật gia Lý Đề Quyên, chúng ta biết là trước đây thì Hoa Kỳ thường tuyên bố về vấn đề hàng hải, giao thông hàng hải và họ chưa bao giờ đi vào sát với cái 12 hải lý của những đảo nhân tạo. Và lần này thì Hoa Kỳ nói là họ sẽ điều những cái chiến hạm đến cái vùng này. Thì liệu trong những ngày tháng sắp tới có những biến chuyển như thế nào thưa ông? Vâng, khi mà Trung Cộng đó họ giàn giáo ra cái vụ mà gọi là họ muốn mở rộng cái hoạt động của họ trên biển, tức là họ gọi là ra đại dương đó, mở ra đại dương đó. Thì họ mới đem cái một lần đầu tiên họ đem 5 chiếc tàu chiến áp sát vào cái Alaska của Hoa Kỳ để mà chứng tỏ là chúng tôi có thể đi ra biển khơi biển lớn được, tức đi dài hạn được. Nhưng mà có một điều là khi mà Trung Cộng ngày mùng 3 để mà diễu hành cái binh để mà gọi là chống thắng phát xít á, thì họ đã đem những cái võ khí mà gọi là diệt chiến hạm, diệt nghĩa là hàng không hạm, để trình trưng bày tiếp bắn. Tức là họ nói là chúng tôi đủ sức để mà tiêu diệt tất cả các cái gọi là các cái hàng không hạm của Hoa Kỳ. Vì đích thực ra sức mạnh của Hoa Kỳ ở trên biển đó, thì bây giờ ở Biển Đông bây giờ là người ta có 6 cái hàng không hạm. Thì đó là một điều mà Hoa Kỳ phải đề phòng. Bởi vì thế này, Hoa Kỳ đề phòng nhất là trong cái dịp mà Hoa Kỳ bầu cử Tổng thống. Mà trong khi mà tháng 11 bầu cử Tổng thống mà Tổng thống chưa nhậm chức, và nó còn từ tháng 11, tháng 12, tháng riêng bắt đầu, tháng 2 bắt đầu với nhậm chức. Tức là trong cái thời hạn đó là thời hạn mà chuyển tiếp giữa Tổng thống mới, Tổng thống cũ. Thì Hoa Kỳ hình như là bị ràng buộc bởi cái quyết định chiến lược. Thành ra rất có thể Trung Cộng nhân cơ hội đó để mà làm như tất cả các nước khác ở như Nhật Bản nọ kia người ta làm ngày xưa. Thì người Mỹ thì đề phòng thôi. Và đề phòng rõ ràng là bây giờ họ đang chuẩn bị một cái thế trận, họ bày ra một cái chiến trường mới. Tức là họ không dùng đánh vào lục địa. Vì đánh lục địa thì với võ khí tối tân bây giờ chết nhiều người lắm. Dù không phải là võ khí nguyên tử nhưng mà cái võ khí tối tân bây giờ nó cũng ghê gớm quá đi. Thành họ kéo nhau ra biển, tức là họ dàn một cái mặt trận trên biển. Mình thấy rõ ràng hiện tại là Việt Nam bây giờ đã bắt đầu cho phép tuần tra được dùng võ khí để mà trục xuất tất cả các cái tàu ngoại quốc hay là các cái gì mà của ngoại quốc xâm lấn vào biển Việt Nam. Và đó là một điều mà sẽ đưa đến một cái tình trạng là có những tuần tra chung giữa Nhật Bản, giữa Philippines, giữa Việt Nam, giữa Hoa Kỳ. Và cái tuần tra như vậy mà gặp ở trên biển một dàn tàu ngoại quốc, tàu lạ mà là tàu của Trung Cộng. Tất nhiên là họ chỉ nhắm vào Trung Cộng thôi chứ không nhắm vào ai cả. Tàu ngoại quốc mà xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, hải Việt Nam chỉ có Trung Cộng thôi. Cho nên vấn đề đặt ra người ta rất lo ngại là cái cuộc chiến tranh có thể xảy ra. Mà cuộc chiến tranh này nó giới hạn trên biển. Không, nhưng mà theo bình luận gia có thể nào cái cuộc chiến tranh trên biển nó có dẫn đến trong lục địa không? Không đó, họ sẽ giới hạn. Họ giới hạn bởi vì trên lục địa đó thì hiện tại không ai muốn có chiến tranh trên lục địa, nhất là trong lục địa Á Châu. Lục địa mà bây giờ hiện tại nó đang là đối tác quan trọng đối với kinh tế thế giới thì nó không mong muốn diễn ra như vậy. Nhưng mà nếu phải thử sức nhau, nếu Trung Cộng cứ cương quyết như vậy mà vẫn cứ gắng tỏ ra hung hãn mà gọi là xâm lăng các nước Á Châu, ở Đông Nam Á, nhất là cứ khơi biển đảo lên rồi ngăn cản cái việc tàu bè đi lại ở trên
có hai cái điều kiện mà anh ngăn cản tàu đi lại trên biển thì tôi sẽ phản ứng ngay tức khắc, và anh nhân diện phòng không là tôi sẽ phản ứng ngay tức khắc chứ không phải bình thường nữa. Và không phải là đến thời ông tổng thống mới lên, tổng thống cũ đi giao tiếp với nhau, chúng tôi hạ lệnh cho cái gọi lực lượng của Thái Bình Dương họ làm việc đó, khi họ gặp cái trường hợp đó họ làm ngay thôi. Như bây giờ Cộng sản Việt Nam cho tuần tra ở trên biển, gặp cái tàu mà tàu khác vào trong biển của họ, họ yêu cầu đi ra mà không ra họ bắn à. Tức là bây giờ có lệnh rồi thì họ cứ làm thôi, quân đội họ cứ làm thôi, chứ không phải là xin lệnh của Trung ương đó. Bởi vì trước đây thì không dám nói là tàu chỉ có tàu lạ hay tàu Trung Quốc nó vào đúng chịu nó thôi làm gì đâu. Bây giờ không, anh vào đến là tôi bảo yêu cầu anh ra, anh không ra tôi dùng súng tôi bắn. Có một cái thế lực nào đằng sau không thưa ông mà họ dẫn đến cái quyết định là thủ tướng của Việt Cộng đã cho cái quyết định là dùng cái vũ trang trong thời điểm này? Tất nhiên cái vấn đề đó nó không phải đơn giản. Nó mà Việt Nam dám làm việc của mình đã làm đó, tức là có cái hậu thuẫn mạnh mẽ thì dám làm việc nó. Dù bây giờ Trung Việt Cộng có mua võ khí nhiều lắm để mà đủ sức, nhưng không đủ sức đối với Trung Cộng. Bây giờ Trung Cộng họ dùng cái chiến thuật gì? Họ dùng chiến thuật biển người trên biển, tức là dùng các thuyền đánh cá để võ trang. Họ muốn dùng một số đông như vậy, họ tràn ngập khắp nơi. Dù là tàu chiến của Mỹ rất là tối tân nhưng họ cứ tràn như vậy đi thì vấn đề đặt ra là cũng khó lắm. Và như vậy cái chiến thuật biển người ở trên biển của những tàu đánh cá, và bây giờ người ta không phải quan trọng cái tàu chiến Trung Cộng họ có bắn đâu. Và họ sợ nhất là tàu đánh cá, họ tràn vào vét cá ở trên biển cho đủ thứ hết. Và bây giờ hiện tại là cái lực lượng mà cái tàu đánh cá của Trung Cộng là cái lượng mà đối với Đông Nam Á, đối với cả khu vực này, nó rất nguy hiểm. Nó hàng mấy chục ngàn cái tàu đánh cá như vậy nó tràn xuống, không ai đỡ kịp. Đó là cái vấn đề mà rất lo ngại về vấn đề Trung Cộng. Và đó là một cái mà người ta khó đối phó nhất. Chúng ta biết thì giống như là nếu mà liên tưởng đến chiến tranh thế giới lần thứ hai trước đây thì cũng nói là những cái nước quốc gia như là Anh hay là Pháp có những cái phản ứng quá yếu ớt lúc đó, thành ra phát xít Đức lúc đó là Hitler đã thôn tính một phần của tiệp khác. Như vậy theo người ta liên tưởng tới hiện nay, những cái sự hung hăng của Trung Cộng mà Hoa Kỳ đến hiện nay có vẻ như là chỉ có khẩu chiến thôi, không có một cái hành động quân sự nào gọi là thiết thực, thì theo ông là những ngày tháng sắp tới Hoa Kỳ có nên những hành động nào mạnh hơn so với bây giờ không? Nếu mà làm mạnh hơn thì người ta không có bao giờ có Trung Cộng không dám làm. Nếu Trung Mỹ bây giờ họ dàn quân dàn trận ra mà họ quyết liệt thì Trung Cộng không dám làm gì hết cả. Tại sao Hoa Kỳ không làm chuyện đó? Bởi vì Trung Việt tôi rất nói rất nhiều lần là không bao giờ Trung Cộng ở Việt Hoa Kỳ đánh nhau trước. Chỉ trừ ông Bush ông đánh bên Iraq là ông đánh phủ đầu thôi. Còn từ trước nay từ trận thế chiến thứ hai cho đến bây giờ là như vậy. Tức là họ anh đánh tôi thì tôi phản ứng lại như bên Trân Châu Cảng. Nếu Nhật không đánh, Mỹ không đánh. Thành vấn đề đặt ra là phát xít Đức đánh đồng minh thì yêu cầu Mỹ vào, thì Mỹ vào can thiệp. Thế tất cả từ xưa đến như vậy, như chúng ta thấy ở vịnh Bắc Việt thôi, cái tàu Mát Đốp bị mấy cái tàu của Việt Cộng ra bắn thì người ta bắn lại, người ta phải phong tỏa, rõ ràng lắm. Mỹ thì là từ xưa nay nguyên tắc của Mỹ là như vậy. Chỉ trừ có ông Bush, ông ấy chơi về Iraq, ông đánh một cái phủ đầu. Người ta không thể tưởng tượng được, vì đó là cái ngoài một chiến lược của Hoa Kỳ. Mà chiến lược Hoa Kỳ là gì? Anh đánh tôi thì tôi đánh lại. Đó là cái phương pháp của Hoa Kỳ. Cho nên chuyến này Trung Cộng vẫn cứ đang nhằm vào cái vụ mà hiện tại vì kinh tế nó xuống thấp quá, nó sẽ làm một khủng hoảng lớn trong lục địa. Nó sẽ tạo ra một biến cố lớn về chính trị ở trong lục địa. Cho nên phải dùng chiến tranh để mà cuốn hút tất cả những cái chống đối ra bên ngoài. Cho nên họ lập cái họ thực hiện cái cuộc gọi là thắng phát xít, nghĩa là nhắm vào Nhật Bản thôi, có gì hết. Tức là vận động cái dư luận quần chúng hướng vào Nhật Bản, và sau nó là hướng vào Mỹ, để là tất cả những cái tâm lý của người Hoa bây giờ đó, vì kinh tế sao xuống quá rồi, vì họ nghĩ là chán họ sẽ nghèo, có thể sụp đổ bất cứ nào, thì họ hướng tầm nhìn của dân chúng trong Trung Hoa ra cái chiến tranh. Chỉ có thế họ giải quyết được thôi. Cho nên chiến tranh thường thường nó xảy ra với các nước mà gọi là những cái nước nhỏ phản ứng là bị kinh tế nó xuống quá.
Kính thưa quý vị, thì trong phần đầu của chương trình chúng tôi đã đề cập đến vấn đề liên quan đến Biển Đông. Thì chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và xin mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Nhận định thế sự trong tuần này.